tài dữ trời nè. Có cái này khoe cho coi nè. Đây thấy gì không? Một cái đồng hồ, một cái lắc tay hơi bị xinh á. Đúng rồi, có tiền xài đồ nhiều tiền nữa. Thề cái này á, nói nghe nè, cái này mua không hề đắt tiền đâu. Tại vì Thế Giới Di Động đang có chương trình mua một tặng một, mua một đồng hồ được tặng một lắc tay. Thiệt ngon hả? Chưa thiệt, không tin đúng không? Không tin thì xem hết video này thì sẽ biết thêm chi tiết nè. Let's go. Mở bát cho ngày 20 tháng 10 đó chính là một chương trình sale siêu to đến từ nhà Thế Giới Di Động. Khi mà mọi người mua đồng hồ Elio á thì chúng ta sẽ được kèm thêm một cái hộp quà như thế này. Đó, mọi người thấy không? Rất là xinh, rất là đáng yêu luôn. Và bên trong chúng ta sẽ có một cái tấm thiệp như thế này nè. Đó, một cái tấm thiệp để cảm ơn. Rồi khi mà mọi người mua đồng hồ á thì chiếc đồng hồ sẽ được đựng bên trong cái hộp này nha. Mở ra thì chúng ta sẽ có cái phần đồng hồ ở đây nè. Và chúng ta sẽ có một cái phiên bản lắc tay ngẫu nhiên nha mọi người. Đó, mọi người thấy không? Rất là xinh, rất là đáng yêu luôn. Phải nói là cái món quà này để mà đem tặng cho người yêu mình nè, hay là tặng cho mẹ nè, hay là những người phụ nữ mà mọi người yêu thương á, thì phải gọi là cực kỳ ý nghĩa luôn nha. Chương trình này có tên là 20 tháng 10 mua gì tặng bồ, tặng combo Elio chỉ từ 1.590.000. Và nhớ là thời gian diễn ra chương trình chỉ áp dụng từ ngày 5 cho tới ngày 31 tháng 10 thôi nhé. Đồng hồ của nhà Elio thì đã quá quen thuộc với mọi người bởi vì cái thiết kế nhẹ nhàng nữ tính á, cũng như là phù hợp với đa dạng phong cách của các chị em luôn. Muốn nhẹ nhàng có nhẹ nhàng, muốn nữ tính có nữ tính, mà muốn sang trọng cũng có luôn. Và trên mặt bàn mình đây á, thì đang có rất là nhiều mẫu đồng hồ Elio khác nhau. Tuy nhiên thì mình sẽ pick ra 5 mẫu để giúp cho mọi người khi mà lựa quà cũng sẽ có được cái lựa chọn nó dễ dàng hơn nha. Rồi bây giờ bắt đầu thôi. Mẫu đồng hồ đầu tiên mà mình muốn giới thiệu với mọi người sẽ có mã là Elio L14202. Đây, mọi người thấy không? Nhìn cái vẻ ngoài của em nó cực kỳ chăm xả luôn. Chiếc đồng hồ này sở hữu vẻ ngoài sang trọng khi được đính đá ở phần viền của mặt đồng hồ. Bên trong mặt dial thì sẽ được thiết kế cách điệu, giúp tăng thêm phần nữ tính cho chiếc đồng hồ. Mặt đồng hồ thì cũng chỉ có 32mm thôi, cho nên là khi mà đeo lên cổ tay của các bạn nữ á, cũng sẽ không khiến cho cái cổ tay bị to là bị thô đâu nha. Phần dây da có thiết kế thanh mảnh nè, các bạn nữ nào tay nhỏ đeo lên sẽ hơi bị đẹp luôn. Phiên bản này sẽ có hai màu là đen và hồng để mọi người có thể lựa chọn. Màu đen thì mình thấy là trông có vẻ là cá tính và kiểu nó huyền bí hơn. Còn màu hồng á thì nhìn nó tiểu thư bánh bèo hơn nè. Còn nếu nửa kia của anh em theo một cái style kiểu điệu đà nữ tính ấy, thì mình sẽ giới thiệu cho anh em một con, đó chính là chiếc Elio ES14603 này đây. Đó, mọi người thấy không? Nhìn cái vẻ ngoài là ấn tượng liền bởi vì cái phần dây nè, rất là xinh luôn. Phần dây sẽ được làm cách điệu với một chiếc nơ gắn ở phần lết, tạo cảm giác nhẹ nhàng, dễ thương khi mà mang trên cổ tay nè. Tổng thể của chiếc đồng hồ này là màu vàng hồng sang trọng, khi mang lên sẽ không bị kén da. Với cái thiết kế như thế này thì đảm bảo với các anh em luôn là khi mà các bạn nữ nhận được món quà này thì phải gục ngã cho cái vẻ đẹp của em nó luôn ấy. Bởi vì nhìn nó rất là xinh mọi người ơi. Thì bên cạnh cái phiên bản màu vàng hồng này á, thì mẫu này còn có thêm hai cái màu nữa, chính là màu bạc. Đây, màu bạc nè, cũng như là cái phiên bản màu vàng ở đây nha. Đây. Đó, rất là xinh luôn. Mà khi mà mua cái bản này nha, mọi người còn được kèm thêm một cái chiếc lắc tay như thế này nữa. Kết hợp với nhau là over hợp luôn ấy mọi người. Rồi, mách nhỏ cho các anh em chuyện này nè. Giá bán sẽ được áp dụng cho từng đợt khác nhau nha. Từ ngày 5 cho tới ngày 10 tháng 10 thì sẽ mở bán 300 suất đầu tiên với giá chỉ từ 990.000. Nếu bạn nào săn không kịp thì cũng không sao, vì từ ngày 11 cho tới ngày 15 tháng 10 thì sẽ có thêm 1.000 suất với mức giá là 1.290.000. Còn lỡ nhưng mà bạn biết cái video này trễ quá thì Thế Giới Di Động cũng sẽ mở bán full suất từ ngày 16 cho tới ngày 31 tháng 10 với mức giá niêm yết là 1.590.000. Trời ơi, đi mua quà 20 tháng 10 mà tôi tưởng đâu săn sale đó mọi người, chia làm 3 đợt luôn ấy. Cho nên là anh em phải nhớ nha, nếu mà mình mua càng sớm thì giá sẽ càng rẻ cho mọi người nè. Nãy giờ giới thiệu cho mấy bạn những cái mẫu mà nó nàng thơ, nó điệu đà rồi, đúng không? Bây giờ chúng ta chuyển sang một cái thiết kế khác nha. Thì ở đây á, là mình đang có một chiếc đồng hồ dây mesh của nhà Elio với mã là ES14901. Thì cái phiên bản mà mình đang cầm trên tay ở đây là màu bạc cho mọi người. Đây, nhìn rất là sáng bóng và đẹp đúng không? Thiết kế của mẫu đồng hồ này thì trông sẽ đơn giản hơn so với hai con đồng hồ mà mình đã giới thiệu ở trước. Với những ai mà thích sự đơn giản không cầu kỳ thì chắc chắn là không thể bỏ qua mẫu đồng hồ này rồi. Với thiết kế như vậy thì cũng rất là dễ phối đồ nè, phù hợp với nhiều phong cách khác nhau nữa. Nếu mà mọi người sợ cái phiên bản dây mesh hồi nãy mình giới thiệu có vẻ hơi bị đứng tuổi một xíu á, thì mọi người cũng có thể nghĩ qua cái mẫu này. Đây là mẫu L14103 nha. Đó, nhìn em nó rất là đơn giản thôi, không có kiểu thiết kế hoa lá hẹ là đính đá gì hết, mà chỉ đơn giản là mặt đồng hồ với cái dây da kết hợp với nhau thôi.
Mẫu đồng hồ này có thiết kế đơn giản với mặt đồng hồ hình oval trông khá là lạ mắt nè. Phần dây da màu hồng nhẹ nhàng, phù hợp với mọi tông da, kể cả là da ngăm như mình á thì đeo lên cũng không hề bị xới một xíu nào hết. Phần khung viền được mạ vàng tăng thêm điểm nhấn cho chiếc đồng hồ. Với cái thiết kế mặt oval như thế này á thì khi mà đeo lên cổ tay á trông nó cũng sẽ rất là đẹp mọi người ơi. Đó mọi người thấy không? Trông rất là lạ và đẹp nè, và cũng không làm bị to cổ tay của các bạn nữ đâu. Mình biết là ngày 20 tháng 10 thì cái đấng mày râu không chỉ là tặng quà cho người yêu nè, bạn gái là vợ, mà còn có thể tặng quà cho mẹ cũng như là bà của mình nữa. Thì ok, ở đây mình sẽ giới thiệu cho mọi người một mẫu đồng hồ phù hợp với lại lứa tuổi trung niên nè. Thì đây là mẫu Elio có mã là ES14502 nha. Đó. Mẫu đồng hồ này có thiết kế mặt vuông kết hợp cùng với dây đeo kim loại. Màu vàng của em nó thì sẽ phù hợp với những ai có phong cách đứng tuổi một xíu, chẳng hạn như là bà hay là mẹ của mình nè. Bốn mẫu vừa rồi mình giới thiệu thì phong cách nó sẽ hơi trẻ xíu đúng không? Cho nên nếu mà bạn đang muốn tìm một chiếc đồng hồ để mà tặng cho mẹ là cho bà của mình á thì cũng có thể chuyển sang cái mẫu này. Bởi vì nhìn cái thiết kế cũng như là phong cách của em nó thì cũng sẽ phù hợp với những ai mà đã có tuổi rồi nha. Chứ mà mọi người mua cái này mà tặng cho bạn gái mình mà mới có hăm mấy thì nó cũng sẽ hơi kỳ một xíu ấy. Bên cạnh cái set quà của Elio á thì tất cả những cái brand đồng hồ thời trang khác tại Thế Giới Di Động cũng sẽ có chương trình mua một tặng một luôn nha. Chúng ta sẽ có những cái brand chẳng hạn như là Citizen, Fossil, Casio hay là Titan. Chương trình sẽ áp dụng từ ngày 1 tháng 10 cho đến ngày 31 tháng 10 để mọi người có thể có thêm nhiều lựa chọn dành tặng cho những người phụ nữ quan trọng trong cuộc đời nè. Và trên đây là năm mẫu đồng hồ mình muốn giới thiệu cho anh em để có thể dễ dàng lựa chọn quà hơn nè. Thì bên cạnh những mẫu đồng hồ mình giới thiệu á thì vẫn còn rất là nhiều mẫu đồng hồ khác luôn. Mọi người có thể xem thêm ở trang web thegioidong.com nha. Và nhớ giúp mình là chương trình 20 tháng 10 mua gì tặng bồ, tặng combo Elio sẽ được diễn ra từ ngày 5 tháng 10 cho đến ngày 31 tháng 10 nha. Và chúng ta sẽ có 3 đợt mở bán lại 3 mức giá khác nhau. Cho nên là anh em nhớ phải nhanh tay săn để mà được mức giá ưu ý nhất nha. Đó thấy chưa, tôi nói rồi mà, Ní không tin tôi đâu. Chương trình mua một tặng một có thật mà, nhưng mà nhớ là diễn ra từ ngày 5 tháng 10 cho tới ngày 31 tháng 10 thôi nhé. Chắc không? Chắc là thiệt không? Trời, đã nói hết cái video vậy rồi mà còn hỏi chắc là thiệt không nữa. Chiều nay ra Thế Giới Di Động mua ngay cho người yêu mới được. Rõ ràng người ta tính mua. Trời, có người yêu để mua hả? Ừ thì người yêu trong mộng. À, không sao, bạn mua tặng mẹ bạn cũng được mà đúng không? Không, tôi mua tặng người yêu tôi thôi. À vậy thôi hả? Ừ, mẹ với em gái tôi tặng sau. À, người yêu trong mộng, trời. Rồi, nhưng mà với các anh em đang xem video thì mọi người nhớ nha, chương trình mua một đồng hồ Elio sẽ được tặng một cái lắc chỉ diễn ra từ ngày 5 tháng 10 tới ngày 31 tháng 10 thôi. Cho nên là anh em mình nhớ phải nhanh tay lên nha. Còn nếu mà mọi người thích video này đừng quên để lại một like cũng như là một subscribe cho kênh Thế Giới Đồng Hồ nha. Còn bây giờ thì bye bye và hẹn gặp lại mọi người trong những video tiếp theo. Bye bye, bye, bye. Nhớ đi săn xem mua quà tặng bồ nhé. Bye bye. Không, nào F3 thì ở nhà nha.